1001 chuyện ăn uống làm việc nhà Rami Idol, tập cho các bé tự lập, Hayden luôn có chiếc bụng đói. Xuất hiện tại các sự kiện giải trí, nhưng Rami Idol vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả bởi sức hút của hai cậu con trai siêu đáng yêu. Khi ở nhà, Rami còn thường xuyên tổ chức các hoạt động tại nhà và dạy các con phải biết cố gắng làm việc thì mới được ăn. Cậu hai Hayden nhà Rami còn bị mọi người ghẹo là luôn có một chiếc bụng đói. Khi ở bất kỳ khoảnh khắc nào, cũng thấy cậu bé cầm một thứ gì đó và say mê ăn uống khiến mọi người phải phì cười. Hayden dường như có niềm đam mê bất tận đối với đồ ăn, lúc nào cũng tìm tới cái tủ lạnh nên cô không phải ép hay lo lắng về chuyện ăn uống của con, thậm chí còn phải hạn chế bé ăn vì sợ rằng ăn quá nhiều không tốt cho gan và thận. Không chỉ vậy, Rami còn tập cho hai anh em biết làm bánh flan ở nhà, nhưng với trình độ làm ít ăn nhiều trước nay của các quý tử thì đã xảy ra rất nhiều tình huống dở khóc dở cười chỉ với khâu tách trứng mà ba mẹ con đã mất một thời gian khá lâu. Còn Hayden thì dường như chỉ muốn nhanh nhanh lẹ lẹ để ăn thôi. Để cho anh đi làm nước đi con. Đây nè. Để cho anh đi làm nước nè. Nước. Sao con? Hơn hết là cả hai anh đều rất ồn ào mỗi khi thấy mẹ đem một cái gì đó mới lạ đến. Khi múc ra khay, Hayden còn không cho mẹ và anh hai làm mà muốn tự mình thử. Thậm chí cậu bé cũng không cho mẹ cầm tay mình. Thành quả sau thời gian dài chiến đấu cùng căn bếp của cả hai anh em cũng rất ra gì và này nọ. Và cậu hai Hayden đã ăn lấy ăn để thành phẩm của mình. Theo dõi hai cậu bé thường xuyên sẽ nhận ra rằng cả ngày của Hayden đều dường như dành hết để ăn. Khi anh hai xin một cái bánh, cậu bé cũng rất miễn cưỡng để cho. Mỗi lúc ăn uống, Hayden đều rất ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, tự mình múc đồ ăn và sẵn sàng ăn thêm khi hết. Còn cậu cả thì cậu bé này luôn điềm tĩnh, đến ăn uống cũng tự tốn chứ không say mê như em trai của mình. Ngoài ra, Rami cũng dạy hai bé biết tự lập, có làm thì mới có ăn. Chính vì vậy, khung cảnh cô chỉ cho hai bé cùng làm món ăn hay gỡ một cái gì đó trước khi ăn đã khiến khán giả phải bật cười. Hayden thì vốn được biết tới là một diễn viên hài nhí, thế nên cậu bé chỉ ngồi yên nhìn những thứ mẹ đưa đã khiến mọi người cảm thấy buồn cười. Những câu chuyện ăn uống bất tận nhà nữ ca sĩ đã mang đến cho khán giả nhiều tiếng cười. Chính vì có đam mê với đồ ăn khác biệt như vậy mà ngoại hình của cả hai quý tử nhà Rami Idol cũng hoàn toàn khác nhau. Nếu như cậu cả Gia Huy thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ và có vẻ ngoài vô cùng điển trai, đúng chuẩn sói ca, thì cậu bé Hayden lại sở hữu vẻ ngoài mũm mĩm, nhiều biểu cảm hài hước, thanh mim mỗi lần xuất hiện đều luôn nhận được bảo like từ khán giả. Đặc biệt, khi khoảnh khắc ông xã và quý tử chung một khung hình, ai nấy cũng tấm tắc khen rằng hai cha con như đúc từ một khuôn, thậm chí còn được trêu chọc là bước ra từ tiệm photo. Hình ảnh của hai bé thường xuyên được người hâm mộ chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội và dành nhiều lời khen Rami Idol thật khéo sinh con. Hơn hết, sự đáng yêu và cách dạy dỗ của nữ ca sĩ với các con luôn nhận được sự quan tâm từ mọi người. Có thể thấy, dù không còn hoạt động nhiều trong showbiz, nhưng mọi cử chỉ hoạt động của cô nàng cùng các thành viên trong gia đình vẫn luôn được đông đảo người hâm mộ quan tâm đón nhận. Tuy còn nhỏ, nhưng hai cậu quý tử đã là những ngôi sao mạng xã hội và có lượng fan nhất định. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!